Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Với Linh. Hôm nay thì Linh lại tiếp tục quay trở lại gia đình nhà bác Sò. Và đặc biệt hôm nay mình Linh quay trở lại đây thì cũng xin thông báo các bác là trong những ngày mưa gió này thì chỗ nhà bác Sò thì chiều nay sẽ bắt đầu là lên mái và lắp cửa sổ với cả cửa chính. Hiện tại thì trong ngày hôm nay Linh tiếp tục quay trở lại đây để xem giám sát chỗ nhà bác Sò là đang trong quá trình là làm cái bể chìm ở dưới cạnh nhà bác Sò luôn. Đó, hiện tại thì trong ngày hôm nay thì mọi người cũng có thấy là sương mù ở trên khu vực hấu chua là rất là dày luôn. Đó, không thể nhìn thấy sang phía bên kia núi nữa rồi. Và thời tiết ở trên này bây giờ hiện tại đang là 5 đến 6 độ C, rất là lạnh. Xin chào nhé. Chào bác gái nhá, đi đâu đây? Đi sang nhà bác Xính mượn mượn gì? Cái gì nè? Đi mượn cái thùng phi về để đựng nước. Ngày mai thì bắt đầu làm mai khô cho anh A Sử. Đó. Hiện tại thì mọi người cũng thấy là chỗ bể nhà bác Sò hiện tại đã bắt đầu là tận dụng những cái viên gạch thừa mà hôm nọ làm nhà ấy. Thì nhà bác Sò lại tiếp tục làm cái bể luôn đây để dự trữ nước cho gia đình sử dụng. Đó. Hiện tại các anh đang xây đây rồi. Xin chào mấy anh em nhá. Xây nhanh ấy nhở. Cái bể này tầm bao nhiêu khối? 30 khối á? Làm gì? Bể này làm gì 30 khối? Bể này cùng lắm là 5 khối thôi. Làm gì 30 khối? Có hai anh em làm thôi à? 5 người à? Hôm nay thì trên chỗ nhà bác Sò thì còn một số anh em là đang tận dụng là cái thời tiết ngày hôm nay vẫn còn sương hơn nên là nó không mưa ấy. Nên mọi người đã tận dụng là chát nốt cái mặt đằng sau. Sau đó là chiều nay bắt đầu là sẽ là lắp cửa sổ với cả lên mái luôn. Sau đó là sẽ tiến hành là sơn nhá các bác. Đó, hiện tại thì trong cái bể này thì có hai anh em đang chát đây. Đấy, lại lạnh này phải đeo găng tay làm mới dễ. Không cóng cái tay các bác nhìn tay mình Linh đỏ hết này. Hôm nay là có 5 anh em làm thôi đúng không? Lỏ. Xem phía trên này là nhà bác Sò đang làm gì đây. Đấy, chiều nay thì sẽ tiến hành là lắp cửa với cả cửa sổ luôn. Thì chỗ nhà bác Sò đây cũng đã chát xong cái mặt đằng sau rồi. Đó thì cũng có cái tấm bạt to ấy, thì che hết cả cái ngôi nhà bác Sò rồi. Thế nên là sẽ thuận tiện chát được, không cần phải lập mái trước cũng được. Đúng ra là phải lập mái trong với chát. Nhưng mà do cái mấy anh em mà lập mái đó thì họ mấy ngày nay họ nghỉ liên tục, thế nên là không ai làm. Chào mấy anh em nhá. Bác Sò đâu rồi? Đi ra chợ rồi. Thế là đi mua đồ ấy. Hôm nay có 5 anh em thôi. Đấy, đúng rồi, phải sáng này thì mình chát nó với mịn đúng không? Hôm nay thời tiết trên vùng cao lạnh quá. Mặc thế không lạnh hả anh? Không lạnh nhá. Ui dồi ôi, sương dày đặc. Thời tiết thì xuống 5 đến 6 độ C rồi. Quá lạnh. Các bác thấy là nhà bác Sò là hiện tại cũng đã phía bên trong này là cũng chát xong hết rồi, chỉ chờ là sơn nữa thôi. Nó nên là làm nốt cái đoạn này là cái công đoạn cuối cùng này. Đấy, chát nốt. Trong phòng này nữa là chiều nay nữa là lắp cửa sổ nữa là xong. Tại vì nhà bác Sò là nhà kiểu mẫu nên là nó sẽ đẹp. Đây, hôm nay thì mọi người sẽ đổ cả cái hiên ở phía bên ngoài này.
Hôm trước thì bác Sò cũng đổ cái hiên ở phía bên này rồi, cũng khá là rộng rồi. Mọi người thì thấy xương rất là dày nhá. Nhà bác Sò rất là đẹp. Sáng nay mấy giờ mấy anh em mới đến đấy? Vâng, ngủ đây mấy. À, hôm qua ngủ đây à? Vâng. À, hôm qua mấy anh em ngủ đây. Thời tiết này lạnh cũng lười làm nhờ. Để Linh xem lúc nãy đi bán 5-6 độ, chắc khả năng ở trên hố xuôi này nó còn lạnh hơn. Đó thì bác Sò thì cũng tính toán cũng tận dụng lại, tại vì là cái lần trước ấy bác Sò là cũng đào cái hố này nó bị nhầm. Lúc đầu là bác định xây cái nhà vệ sinh đây thì nó không được đẹp và nó cũng không hợp lý với cả phong thủy. Thế nên là đã tận dụng lại cái đoạn này để làm cái bể chứa nước luôn. Tại vì những cái viên gạch mà xây nhà ấy, nó vẫn còn thừa đây ấy, thì bác Sò cũng tận dụng lại. Cũng chỉ mất vài bao xi thôi. Cát thì là đợt đá, bột đá thì đợt vừa rồi thì cũng nghiền thì còn thừa ấy. Thì cũng tận dụng vào trong này để làm một cái bể chứa nước để gia đình nhà bác Sò có thể sử dụng vào những cái mùa khô như cái mùa hiện tại, như cái mùa đông này này. Đó thì hiện tại thì bà con cũng đang thiếu nước rất là nhiều. Hôm nay thì bác Sò cũng ra chợ rồi, thế nên là Linh cũng không gặp được bác Sò. Nhà bác Sò chỉ còn mỗi năm anh em là đang xây bể đấy thôi.
các bác, vì thời tiết cũng rất là lạnh, 5-6 độ C nhưng mà vẫn miệt mài xây bể đây. Mặc quần áo cũng rất là mỏng, nhưng Linh mặc giày này mà Linh vẫn thấy lạnh. Bể này chắc là chắc là nốt ngày hôm nay, xong ngày hôm nay là xong rồi chú nhỉ? Trong ngày hôm nay nữa là xong luôn. Cũng rất là nhanh thôi. Mọi người dưới thì chắc mọi người cái trộn thì nó sẽ tốc độ nó sẽ làm như thế hơn. Dạo này đang thiếu nước nên là phải đi gùi ở tận phía bên kia về nhá các bác. Như mọi khi là có nước thì có thể kéo cái vòi cao su là nước có thể về đến tận đây luôn. Nhưng mà hiện giờ đang thiếu. Ê, ai đỡ một xì à? Từ bác nhà tôi sợ. Đây, cẩn thận bắn vào người. Mình dễ ổn. Cô tử chắc mình dễ ổn. Thời tiết thì cũng rất là lạnh mà mọi người thì cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để xong những cái bể đây, với cả xong nhà bác Sò. Chiều nay nhà bác Sò sẽ tiến hành lắp cửa với cả lợp mái luôn để cho nó xong, xong ngày kia trời nắng cái là bắt đầu sơn. Đó, mọi người cũng thấy là
phía bên này trời sương rất là nặng này. Bây giờ đến vào cái mùa đông ấy thì thường thường ở trên vùng cao thì ở nhà của các nhà bà con ở trên vùng cao thì trời nó đều sương như này cả. Đi làm việc hay làm gì nó cũng rất là khó. Thế nên là nhiều lúc đến mùa đông thì mọi người có thể thấy những video là bà con cũng đi chuẩn bị là cắt cỏ, cắt củi này về dự trữ ở trong nhà hàng tuần. Nó để đến những mùa đông lạnh này thì mọi người đỡ phải ra nhà. Ở đây là cái căn nhà của bé Nô. Hiện tại thì bé Nô đã đi học ở phía bên ngoài huyện rồi. Đấy, còn hiện tại chỉ còn bé Và với cả mẹ bé Và thôi. Anh Chứ thì đã đi làm thuê. Đó, căn nhà này căn nhà của bé Nô thì mọi người thì nếu mà xem qua hấu chua thì mọi người cũng có biết qua bé Nô rồi. Đó, một cậu bé cũng rất là lanh lợi. Hiện tại đang đi theo học ở phía bên ngoài huyện để đi học hết phổ thông. Đó, đây là nhà bé Nô thì cũng nuôi hai con lợn này. Đó, các bác thấy. Không biết là gia đình có ở nhà không. Đó thì lúc đấy thì Linh đang ở phía bên nhà bác Sò thì đang xem mọi người là chát cái bể kia với cả xây bể. Đó, đóng cửa không biết đi đâu. Đây là cái dụng cụ để làm vải lanh của bà con ở trên vùng cao. Đó, nhà bé Nô cũng có vài con gà. Đây là cái chuồng lợn nhà bé Nô đây. Đó, cũng vì khó khăn thế nên là anh Chứ cũng phải là đi làm thuê ở rất xa, tận Đắk Nông, Đắk Lắk hay ở Bình Dương gì đó. Vẫn chưa về, chắc khả năng là đến Tết mới về nhá mọi người ạ. Nếu mở gì à? Ờ. À, tôi tỏ bắt chờ ra rồi. Ốm à hay sao ấy? À, khỏi ốm chưa? Khỏi rồi à? Nhu nhu, con gà ấy ú. Nhu, Tú ơi. Anh Thò thôi, anh Thò đi học rồi à? Đi cẩn thận nhá, ngá nhá. Đáng yêu các bác. Bye bye, tạm biệt nhá. Đây phía dưới này thì là nhà của em ơi, nhà dưới này là nhà của em gì ấy nhở? Em Hồng nhở. Nhà dưới này là nhà của em Hồng. Thì là em Hồng thì mọi người cũng thấy là mỗi khi nhà của các anh em siêu nhân làm nhà ấy thì là em Hồng cũng sang giúp cho mọi người làm nhà. Đây các bác. Đó, đây là một cái mộ nhá. Đây một cái này. Một cái mộ này. Hai cái ở đây, hai cái. Với cả một cái trên đó, ba cái. Đó, mộ ngay gần nhà luôn. Thế nên là Linh mới bảo là đất ở chỗ khu vực hấu chua này với bà con để làm nhà thì nó làm một cái gì đó. Những ngôi mộ ở đây thì nó phải bắt buộc phải ở những cái khu vực là đất không có đá cơ. Đó. Mọi người có thể lên đến vùng cao, mọi người có thể thấy là những khu vực nào đất đẹp nhất thì là những chỗ đó là dành cho những người mất, người ta ở đó. Đây nhà của em Hồng. Đó. Chồng thì cũng đã đi làm thuê rồi. Đó, căn nhà thì cũng khá là khó khăn. Đó. Từ bên này thì chúng ta mới vào được ngôi nhà. Khả năng là hôm nay là mọi người cũng đi làm nương với cả đi có việc hết rồi các bác. Không có ở nhà. Đấy, nhà em Hồng đây thì cũng có một cái bể đây. Xem là có nước không. Tại vì bà con có những cái bể này thì bà con có thể dự trữ nước thì gia đình mới đủ dùng được. Còn nếu mà có cái tét nước thì thực sự là dùng vài bữa là hết thôi. Ui ôi, cái bể này là cũng hết nước rồi các bác. Bể này chắc là nó bị hỏng rồi. Chắc mọi người có thể sử dụng lâu quá mà thành ra nó bị hỏng. Đó, đây là nhà của em Hồng ở đây. Đó thì cũng lúc đấy thì mọi người cũng làm bể bên kia ấy. Thì mọi người cũng xem qua được thước phim thì cũng biết mọi người làm bể như thế nào. Thì Linh cũng nhân tiện đây là cũng đi vòng quanh đây. Có những hộ gia đình đây để Linh có thể quay cho mọi người biết rõ hơn về các hộ gia đình ở quanh nhà đây. Đây hiện tại đóng cửa hết rồi. Đấy, chắc là đi đâu rồi các bác. Đây, khóa cửa. Đấy, khóa cửa rất nhỏ. Chào bác gái nhá. Lại đi đâu ấy? Không có được. À, đi lấy nước à? À. Mùa này là đang thiếu nước nhỉ? Chỉ một đê nhỉ? Tí đẹp quá được à? Tí kiến ý rồi. Nhóc khó đây là chỉ một đê rồi bà. Chỉ một kia chi. Chi đi chả ra. Mà chê mê mê. Ủa từ bỏ khó đây thì chỉ một đê rồi bà. Chỉ một đê kìa.
Đấy nước kiểu gì? Mình vừa thấy trong bể không có nước mà. Mất mặt đi mà hao ngà lở. Cho bà cháu. Lô. Cháu mẹ mẹ coi. Cháu đi dạ. Bà bảo á, cháu mẹ nó bác thấy chưa? Nước thiếu thốn. Ai, bác sĩ dù chơi to này. À. Đi lỗ mẹ 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 coi. Nước ở trên vùng cao quá là quý. Đâu không biết là vợ bác chơi là lấy nước kiểu gì đây. Ủa chú ăn ở đây kìa. Tại vì Linh thấy là ở trong này hết nước rồi mà. À, trong này vẫn còn một tí. Chắc là mắt mình hay hoa tí các bác. À, đây đây, bây giờ chiếu đèn mới thấy này. Đấy, vẫn còn một tí. Nước. Thế nhà bác chơi là không, nhà bác không có bể à? Nên chỉ mua đè lò. À, dùng chung với nhà em Hồng đây. Đấy, có nghĩa là sang xin ấy. Nhà em Hồng là cũng cho dùng cùng. Tại vì hai vợ chồng là lớn tuổi thì cũng không dùng nhiều lắm. Đó. Bác thấy chưa? Đi hứng từng can nước xong rồi lại đi về nhà để sử dụng làm nước sinh hoạt. Ừ. À, bác sò đi đi họp rồi à? Thế mấy anh em kia bảo là bác sò đi chợ thôi. À, thế là hôm nay bác sò đi họp rồi. Sáng nay Linh gọi điện thì bác sò bảo đi chợ thôi. Lên đây mấy anh em cũng bảo đi chợ nhưng mà bác gái lại bảo là đi họp. Chắc là hôm nay là lại có công việc gì ở ngoài thôn. Những giọt là nước quý hơn vàng ở trên vùng cao nhé. Bột bảo lạ hảo. Ôi, bác có đem bột bảo. Bác gái bảo là nước nó bụi bụi, nó hơi bẩn. Nhưng mà có nước như thế này dùng là quá tốt rồi. Mua đen thì dòng là dòng hò. Cháu chỉ mua đen dòng hò. Mua đen là cháu lỡ đế đế là lỡ mẹ mẹ. Xem là lấy nước cứ phải đấy, lấy một cái cây xong rồi lại treo. Xong lại múc từ dưới lên. Các bác có thấy là sau một hồi thì cuối cùng là đã đổ đầy được cái can 20 lít đây. Đó. Xong lại lấy cái tấm bờ lô lại che vào. Xong từ từ lại cóng về nhà nhé các bác nhé. Đó, thực sự là nhiều lúc thì có lúc Linh vào cái bản cơ, có bản là 1 lít nước có thể là vừa làm sạch con gà, vừa mổ con gà xong luôn, là thêm một tí nước nữa là luộc con gà thôi. Đó. Thực sự là quá quý hiếm. Nếu mà mùa này mà không, mùa này thực sự này để mưa to thì rất là hiếm. Đó. Quá là khó khăn đối với bà con vùng cao. Má bảo mua à? Đó thì ở trong cái ngày hôm nay thì Linh cũng quay trở lại gia đình nhà bác Sò. Thì cũng rất tiếc là bác Sò cũng không ở nhà, thế nên không gặp được bác Sò thì cũng quay lại những video cho các bác biết về tiến độ nhà bác Sò. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay nhà bác Sò sẽ tiếp tục là lập mái nhà với cả lập lắp cửa. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì là mọi người đang làm cái bể nước, dự trữ nước cho gia đình nhà bác Sò. Thì video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hôm nay mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Thảo Mỹ Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.